the need for happiness or the need for wealth. Nhu cầu hạnh phúc hay nhu cầu giàu có là hai nhu cầu của một con người nhưng rất dễ bị nhầm lẫn. Đôi khi, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để rồi sẽ được hạnh phúc. Nhưng không hẳn khi bạn đã có nhiều tiền thì bạn sẽ hạnh phúc. Không một ai đảm bảo điều đó cả. Bạn nên nhớ, hạnh phúc là đủ chứ không phải dư. Bất kỳ một việc gì chỉ cần đủ là tốt cho cuộc đời bạn. Nếu như thành công, chỉ ở mức vừa đủ, chứ không nên quá thăng hoa. Nếu có thất bại, cũng chỉ ở mức vừa đủ, chứ không nên đến nỗi thê thảm. Bạn phải xác định rõ cuộc đời bạn đang đi tìm kiếm điều gì. Bạn không nhầm lẫn giữa mục đích cuộc sống và tận hưởng cuộc sống. Bạn nên hiểu rõ cuộc sống như thế nào là cuộc sống tận hưởng, cuộc sống như thế nào là cuộc sống có mục đích. Không phải đi tìm hạnh phúc là không phấn đấu. Bạn vẫn phải phấn đấu, vẫn phải tiến về phía trước. Nhưng hạnh phúc là không cần phải đi tìm. Vốn dĩ nó đã tồn tại trong cuộc đời của bạn ngay từ khi bạn mới được sinh ra. Chứ không hẳn là bạn phải đi tìm thì mới có được hạnh phúc. Vì thế chỉ cần đủ cho cuộc sống của mình là tốt nhất. Nhưng nếu với sức lao động và trí tuệ của bạn đã làm ra một thành quả nhiều hơn so với mức nhu cầu của cuộc sống chính bạn thì vậy thì bạn nên làm gì? Tôi khuyên bạn nên giữ sử dụng phần dôi dư đó một cách hết sức thận trọng. Nghĩa là bạn chỉ nên dùng vào những việc từ thiện hoặc miễn phí cho người khác. Chứ bạn không nên bận lòng với những phần dôi dư này. Cũng chính những phần dôi dư này sẽ có khả năng ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn, thậm chí là chi phối cuộc sống của bạn. Nếu bạn để tâm đến những phần dôi dư này, thì ngay lập tức nó sẽ chi phối suy nghĩ của bạn, chi phối hành động của bạn và cuộc sống của bạn tại thời điểm đó. Chỉ có mục đích chiếm đoạt là chính yếu. Nếu mục đích chiếm đoạt là chính yếu thì không bao giờ có hạnh phúc. Chính mục đích này đã lấn át hạnh phúc. Chúc bạn thành công.